Chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay chị Vương lại giới thiệu với cả nhà một vài sản phẩm dây chuyền, có cả nam dây chuyền nam và dây chuyền nữ. Và trước mặt là chị Vương đây, trên tay chị Vương đang cầm đây là chiếc dây chuyền vàng tây 10K, trọng lượng là 5 chỉ, mẫu mới ra, nhìn rất là khỏe khoắn nhé cả nhà nhé. Giá tiền là chỉ hơn chục triệu thôi. Đốt trắng đốt vàng nữa, vàng đốt trắng, đan xen rất là nổi bật. Dây này là 5 chỉ, tính ra tiền Việt Nam thì là hơn chục triệu. Đây là vàng tây 10K, rất là bóng đẹp. Kế tiếp đây là giới thiệu với cả nhà tiếp. Đây là dây bi, dây bi vàng Ý, vàng Italia, mặt hoa hồng 3 màu rất là đẹp. Và dây là dây bi, tổng trọng lượng là dây và mặt này là 1 cây. Dây bi, hạt bi trắng, bi vàng, bi trắng, bi vàng xen kẽ. Đây là những cái sản phẩm xuất sắc nha mọi người nha. Đây về dòng vàng Ý, về dây mặt nam là xuất sắc rồi. Còn hàng 10K đây, dây nam này cũng là dây mẫu mới và những là rất là đẹp, phù hợp cho nam giới. Cả nhà, mời cả nhà mình chiêm ngưỡng nhé.